Luận Đại Trí Độ, tác giả Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Kiêu Ma La Thập, Việt dịch Hòa Thượng Thiện Siêu. Cuốn 56, giải thích phẩm Tam Thán thứ 30, kinh Đại Bát Nhã ghi, phần 2, phẩm Thọ Ký thứ 28. Kinh: Bấy giờ các thiên vương và chư thiên, các phạm vương và phạm thiên, trời Y Xá Na thần tiên cùng các thiên nữ đồng thời tán thán ba lần: khoái thay, tuệ mạng Tu Bồ Đề khéo thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm là đều nương thần lực của Phật ra đời tại thế gian diễn bày pháp ấy. Nếu có Bồ Tát Ma Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật ấy không xa rời, thời chúng ta xem người ấy như Phật. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật ấy, tuy không có pháp sở đắc có thể được là sắc thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng, nhưng có giáo pháp ba thừa là thanh văn bích chi Phật và Phật thừa. Bấy giờ Phật bảo các thiên tử: như vậy các thiên tử, như lời các ông nói. Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy, tuy không có pháp có thể được, nhưng có giáo pháp ba thừa là thanh văn bích chi Phật và Phật thừa. Các thiên tử, nếu có Bồ Tát Ma Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật ấy không xa rời, nên xem người ấy như Phật, vì không có sở đắc. Vì sao? Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy có nói rộng giáo pháp ba thừa là thanh văn bích chi Phật và Phật thừa. Trong thí Ba La Mật tìm Phật không thể có được, lìa thí Ba La Mật tìm Phật cũng không thể có được, cho đến trong Bát Nhã Ba La Mật tìm Phật không thể có được, lìa Bát Nhã Ba La Mật tìm Phật cũng không thể có được. Trong nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Phật bảo các thiên tử: Bồ Tát Ma Tát nếu học được tất cả pháp thí Ba La Mật cho đến trí nhất thiết chủng, vì việc ấy hãy nên xem Bồ Tát Ma Tát ấy như Phật. Các thiên tử, ta xưa vào thời Phật Nhiên Đăng ở trong thành Hoa Nghiêm, đầu ngã tư đường, ta thấy Phật nghe pháp liền được, không rời hạnh tu thí Ba La Mật, không rời hạnh tu giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, không rời hạnh tu nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, không rời hạnh tu bốn thiền, bốn tâm vô lượng, định bốn vô sắc, hết thảy môn tam muội, hết thảy môn đà la ni, không rời hạnh tu bốn điều không sợ, Phật mười lực, bốn trí vô ngại, 18 pháp không chung, đại từ đại bi và vô lượng Phật pháp khác, cũng không có sở đắc. Khi ấy Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta đời tương lai, qua khỏi một A Tăng kỷ kiếp sẽ làm Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Bấy giờ các thiên tử bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hy hữu, Bát Nhã Ba La Mật ấy có thể làm cho các Bồ Tát Ma Tát được Tát Bạc Nhã, đối với sắc chẳng lấy chẳng bỏ, đối với thọ tưởng hành thức chẳng lấy chẳng bỏ, cho đến trí nhất thiết chủng chẳng lấy chẳng bỏ. Luận: Người vì hoan hỷ tột cùng, thời tán thán ba phen, thế nên chư thiên khi nghe Tu Bồ Đề nói Bát Nhã Ba La Mật hoan hỷ nói: khoái thay, khoái thay. Thiên vương là bốn vị thiên vương ở bốn nơi dưới hết quanh chóp núi Tu Di của trời cõi dục. Trời 33 là Thích Đại Hoàn Nhân, Đế Thích Thiên, cho đến các vua Phạm Thiên, từ cõi Phạm Thiên trở lên không có vua. Chư thiên là chỉ trời cõi dục, chư phạm là chỉ trời cõi sắc. Y Xá Na là vua trời đại tự tại và quyến thuộc. Thần tiên có hai loại, hoặc người hoặc trời. Thiên nữ là các thiên nữ xá chỉ vân vân, phu nhân của trời Đế Thích. Sở dĩ tán thán Tu Bồ Đề nói Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm là vì biết Tu Bồ Đề tuân thừa thần lực của Phật. Nếu tu được Bát Nhã Ba La Mật ấy, chúng tôi sẽ xem người đó như Phật. Vì sao? Vì tôn trọng pháp, pháp ấy là Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm. Pháp thậm thâm là hết thảy pháp tuy rốt ráo không, nhưng có ba thừa phân biệt. Vì sao? Vì các pháp nếu rốt ráo không, lại không nên tu tập công đức ba thừa, thời bị rơi vào chấp đoạn diệt. Nếu tu công đức ba thừa, thời là có phân biệt sai khác, không phải là rốt ráo không. Bát Nhã Ba La Mật này tuy rốt ráo không mà không rơi vào đoạn diệt, tuy phân biệt có ba thừa mà không sinh tâm nhiễm đắm, không chấp thủ định tướng trong hai việc ấy,
Việc ấy thậm thâm vi diệu nên chư thiên rất hoan hỉ tán thán. Khoái thay, Phật khen lời tán thán ấy lại nói nhân duyên thậm thâm, từ trong sáu ba la mật cho đến trong trí nhất thiết chủng, tìm Phật không thể có được, lìa đây tìm Phật cũng không thể có được. Các pháp nhân duyên hòa hợp nên có Phật, không có tự tánh. Nếu Bồ Tát tu hành được như vậy, nên biết Bồ Tát ấy tức là Phật. Tức là Phật là nói theo thế tục đế, như thái tử tuy chưa lên ngôi vua mà chắc chắn sẽ làm vua. Trong đây Phật tự diễn việc mình để làm chứng. Vị Bồ Tát ấy đã được vô sinh pháp nhẫn và Bồ Tát vị, thấy mười phương chư Phật, chư thiên nghe Phật giải rộng nghĩa của lời tán thán, tâm rõ hiểu càng sâu lại càng tán thán. Vì thấy tội lỗi của hết thảy pháp nên chẳng lấy, vì thấy nó có lợi ích nên chẳng bỏ. Lại vì hết thảy pháp rốt ráo không, chẳng sinh chẳng diệt, nên chẳng lấy chẳng bỏ. Kinh, bấy giờ Phật quán thấy bốn chúng hòa hợp, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và các Bồ Tát Ma Tát cùng bốn thiên vương cho đến các trời sắc cứu cánh đều ngồi trong hội. Xem khắp rồi Phật bảo Thích Đại Hoằng Nhân: Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát Ma Tát hoặc tỳ kheo ni hoặc ưu bà tắc, ưu bà di hoặc các thiên tử hoặc các thiên nữ đối với bát nhã ba la mật này, hoặc nghe thọ trì thân cận đọc tụng, vì người nói nghĩ nhớ đúng không rời tâm tát bà nhã, các thiên tử những người ấy mà hoặc mà trời không thể tìm được chỗ thuận tiện. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chắc chắn hiểu rõ sắc không, không thể được, không thuận tiện.